Phương Oanh bất ngờ xóa ảnh chụp cùng Sát Bình trên trang cá nhân. Diễn viên Phương Oanh đã có động thái gây chú ý trên trang cá nhân của mình khiến dân tình phải thắc mắc. Cách đây không lâu, Phương Oanh từng gây xôn xao với động thái khẳng định chủ quyền với Sát Bình trên trang cá nhân. Cụ thể, giữa tâm bão dư luận, cô thoải mái đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai đi dự sự kiện của một người chị thân thiết. Trong ảnh cô diện đầm 2 giây khoe thân hình thon nuột gợi cảm hạnh phúc khi được Sát Bình tháp tùng và chụp ảnh trên thảm đỏ. Đây cũng là lần đầu tiên nữ diễn viên đăng ảnh cùng bạn trai doanh nhân sau khi scandal tình ái nổ ra. Tuy nhiên, mới đây, dân tình đã phát hiện ra điều kỳ lạ. Đó là vào chiều ngày 23 tháng 9, Phương Oanh đã xóa hoặc ẩn bài viết kèm ảnh dự sự kiện cùng Sát Bình trên trang cá nhân. Hành động này của nữ diễn viên khiến ai nấy phải tò mò thắc mắc. Đa phần đặt dấu hỏi, liệu Phương Oanh có xảy ra trục trặc với Sát Bình? Hay chỉ đơn giản để tránh sự phiền toái cho bản thân?